Hồ Con Rùa là tên gọi dân gian của một hồ phun nước nhân tạo nằm giữa nơi giao nhau của ba con đường Võ Văn Tần, Phạm Ngọc Thạch và Trần Cao Văn ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, tạo thành một nút giao thông cùng mức kiểu vòng xoay, còn gọi là bùng binh. Khu vực này có tên chính thức là Công trường Quốc tế, hiện nay là một trong những nơi hoạt động ẩm thực gần như là từ sáng đến tối với rất nhiều tiệm cà phê cùng hàng quán xung quanh, cũng như các quán bán ăn dạo. Hình ảnh Hồ Con Rùa quá đỗi quen thuộc với các bạn trẻ, người dân của Sài Gòn và du khách khi đến du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, khi nó vừa là nơi để tụ tập rất lý tưởng, hẹn hò, tán gẫu cùng nhóm bạn vào dịp cuối tuần. Nhưng nơi đây cũng có rất nhiều điều thú vị về Hồ Con Rùa mà ít ai biết được. Hãy cùng Nhịp Sóng TV khám phá một vòng quanh Hồ Con Rùa vào dịp cuối tuần các bạn nhé. Quay ngược lại lịch sử, Hồ Con Rùa là tên gọi dân gian, mọi người thường gọi cho Công trường Quốc tế. Đây là một vòng xoay lớn có vị trí đắc địa ngay trung tâm quận 3, quận nhất. Ban đầu vào năm 1790, hồ này được vua Gia Long yêu cầu xây là tại cổng thành Khảm Khuyết của thành Bát Quái, còn gọi là thành Quy. Sau đó, khi cuộc nổi loạn của Lê Văn Khôi từ năm 1833 đến năm 1835 bị dẹp tan, vua Hinh Mạng đã hạ lệnh phá nát thành Bát Quái và xây dựng một ngôi thành nhỏ hơn, tên gọi là Thành Phụng, khiến cho vị trí của cửa Khảm Khuyết trở thành một điểm ở ngoài vòng thành, nối thẳng con đường ngoài của mặt Tây xuống bến sông. Đến khi Pháp chiếm Sài Gòn vào năm 1859, họ đã phá hủy toàn bộ thành Gia Định và xây một tháp nước tại vị trí Hồ Con Rùa để cung cấp nước uống cho người dân trong vùng. Đến năm 1921, do không đáp ứng được nhu cầu cung cấp nước nữa nên tháp này bị phá bỏ và con đường xung quanh được mở rộng nối dài đến đường Mayer là đường Võ Thị Sáu ngày nay, rồi trở thành giao lộ của các tuyến đường cho đến ngày nay. Tại vị trí này, một tượng đài ba binh sĩ Pháp bằng đồng với hồ nước nhỏ đã được xây dựng để thể hiện biểu tượng của người Pháp làm chủ Đông Dương và được người dân địa phương gọi nó là Công trường Ba Hình. Các tượng đài này tồn tại đến năm 1956 thì bị chính quyền Việt Nam Cộng Hòa phá bỏ, chỉ còn lại hồ nước nhỏ và đổi tên thành Công trường Chiến sĩ. Hồ Con Rùa được xây dựng trong khoảng từ năm 1965 đến năm 1967 dưới sự thiết kế của kiến trúc sư Nguyễn Kỳ, người trùng tu lại từ năm 1970 đến năm 1974, với một bức tượng con rùa bằng hợp kim đỡ trên lưng bia đá lớn ghi tên các nước công nhận Việt Nam Cộng Hòa nên mới có tên gọi thân thuộc là Hồ Con Rùa như hiện nay. Mặc dù vào đầu năm 1976 hoặc 1978, tấm bia và con rùa đã bị phá hủy trong một vụ nổ, nhưng người dân vẫn quen gọi tên là Hồ Con Rùa thay cho tên gọi chính thức là Công trường Quốc tế. Người dân quen gọi bằng cái tên dân gian này là dựa theo thiết kế của hồ, bao gồm một vòng xoay giao thông với đường kính khoảng 100m, trang trí bởi cây xanh cùng hồ phun nước hình bát giác. Xung quanh là bốn lối đi bộ xoắn ốc hướng đến đài tưởng niệm và hình tượng con rùa bằng hợp kim có bề đỡ trên lưng bia đá lớn. Đài ở trung tâm được tạo nên bởi 5 cột bê tông cao 34m, có dạng 5 bàn tay xòe ra đón đỡ như giống cánh hoa đón đỡ nhị hoa. Tuy nhiên, có một số người lại cho rằng kiến trúc của tòa tháp giống như chiếc đinh đóng vào đuôi rồng, ghim chặt nó lại, không cho nó quẩy đuôi để sự nghiệp phát triển ổn định. Xung quanh hồ là nơi tập trung các cửa hàng, quán ăn nhộn nhịp, đặc biệt là những hàng quán ăn vặt tại ven hồ Con Rùa. Những món ẩm thực phong phú tại đây còn là nguồn cảm hứng cho những blogger, youtuber ẩm thực Sài Gòn đến đây quay hình, làm vlog. Vào các dịp cuối tuần hay những buổi tối, nếu có dịp đi ngang hồ Con Rùa thì các bạn sẽ bắt gặp sự nhộn nhịp ở xung quanh hồ Con Rùa này khi có rất nhiều du khách nước ngoài cũng như các bạn trẻ sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh thường ghé vào đây để hóng gió, ăn vặt, tám chuyện,
hoặc là nơi để thể hiện những bộ ảnh độc đáo của các bạn yêu mến chụp ảnh. Ngoài ra thì còn có một số đối tượng khác là các bạn sinh viên ngành kiến trúc, hội họa mỹ thuật khi chọn hồ con rùa là một bối cảnh để họ thể hiện sự sáng tạo qua những nét cọ của mình. Có rất nhiều hàng quán xe đẩy ăn vặt buôn bán xung quanh hồ con rùa. Nhiều món ăn vặt quen thuộc ở Sài Gòn này như bắp xào, bánh tráng nướng, trứng gà nướng, trứng cút, bò khô, kem, cá viên chiên, bánh tráng trộn được bày bán tại đây với giá cả tương đối. Hồ con rùa này có thể xem là một lá phổi xanh của trung tâm quận 1 và quận 3, bên cạnh Dinh Độc Lập hay công viên Sinh Đôi, công viên Tao Đàn. Đây cũng là một địa chỉ lịch sử, một địa chỉ văn hóa được người dân Sài Gòn yêu thích, đặc biệt là các bạn trẻ, nhờ không gian mát mẻ trong lành với nhiều cây xanh, cũng như là một địa điểm check-in rất là lý tưởng khi đến với trung tâm quận 1.